Bộ Y tế chính thức công bố ca mắc COVID-19 thứ 241 tại Việt Nam. Như vậy, trong cả ngày hôm nay, Việt Nam chỉ ghi nhận một ca mắc mới. Bệnh nhân thứ 241 là Nam, quốc tịch Việt Nam, 20 tuổi, có địa chỉ tại phường Thảo Điền, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh, là du học sinh tại Anh. Khi nhập cảnh, bệnh nhân chưa có triệu chứng bệnh và được chuyển tới khu cách ly tập trung tại trường quân sự tỉnh Bạc Liêu. Hiện bệnh nhân đang được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu để cách ly, điều trị và lấy mẫu bệnh phẩm. Xét nghiệm tại viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Những người ở cùng phòng với bệnh nhân tại khu cách ly tập trung chưa ghi nhận triệu chứng bệnh được cách ly riêng để theo dõi trong 14 ngày tiếp theo.